Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua và rất nhiều các cô các chú anh chị tận ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Bình Dương là đăng tin tìm vợ, tìm chồng, tìm con. Đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo là một em gái ở một tỉnh rất xa hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Bình Dương để đăng tin là tìm chồng và tìm con gái của mình. Câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em nhé. Rồi em có thể em giới thiệu em tên là gì? Em tên Trần Thị Ga Đô. Trần Thị Ga Đô. Rồi. Em nguyên quán ở đâu? Dạ ở Cà Mau. Quê Cà Mau ha. Hôm nay em đến đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Bình Dương là tìm cái gì đấy? Dạ tìm con. Tìm con. Em có thể em cho mọi người biết rõ là cái câu chuyện là cụ thể làm sao mà hôm nay em về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Bình Dương là đăng tin tìm con? Là do chồng em nó lâm nợ nhiều quá nó dẫn con em đi, bây giờ em cứ nhờ mấy anh là để tìm con em về cho em nó đi học lại. Em nói lớn tiếng ha. Dạ. Rồi chồng em ấy, theo em chia sẻ là chồng em bị lợ lần nhiều. Dạ. Mà trước khi đi là bỏ đi là ôm theo con đi. Dạ. Chồng em tên là gì vậy? Dạ Phạm Hoàng Hải. Hai vợ chồng em được mấy người con rồi? Dạ một. Một ha. Đây là con gái đúng không? Dạ. Bé gái nhà em sinh năm mấy? Dạ 2015. 2015 ha. Ồ mới có 7-8 tuổi này phải không? Dạ. Em có biết lý do tại sao ngoài lý do mà chồng em mà thiếu lợ lần nhiều mà ôm con đi để làm gì vậy? Dạ em nghĩ là nó quánh số nợ nặng lâm trọng nhiều quá nó sai ông nổi rồi nó dẫn con em đi là em cũng không biết cái mục đích gì luôn. Em nghe điện thoại đi. Alo, đang làm chuyện, đang làm chuyện. Rồi thôi ạ. Rồi. Vậy là chồng em thiếu lợi nhuận nhiều không em? Dạ, thêm như em nghĩ chắc nhiều quá rồi nên nó không, người ta siết nợ quá nó là nó xài không nổi. Đến một vài tỷ không? Dạ không. Chồng em làm ăn gì mà thiếu lợi nhiều? Dạ, nói chung là nó cũng buôn bán bình thường thôi. Hai vợ chồng em sống với nhau lâu chưa? Dạ, 2014. Từ 2014? Dạ. Cũng thời gian cũng dài rồi mà. Dạ. Trước đây là hai vợ chồng em có thương nhau không? Dạ, có. Tại sao chồng em thiếu tiền mà không chia sẻ với em à? Dạ không, hai chồng em tài tiền riêng nên em nói chung là ảnh lâm vào cái nợ nặng là hồi lúc trước ở Cần Thơ đã có lâm nợ rồi em không biết nhưng mà bà và chồng em vẫn biết nhưng mà vẫn còn bao che. Trước là ở Cần Thơ đã thiếu tiền rồi. Dạ. Thiếu nhiều không? Ở Cần Thơ là chắc em nghĩ thiếu cũng vài trăm rồi cái mới bỏ, sau đó bỏ trốn đi Bình Dương là bà và chồng em sẽ biết. Nhưng mà em nói là bà không làm gì được hết, bà cứ bao che thôi. Rồi sau đó em ẵm con em về Cà Mau, em sống với mẹ em là lúc đó con em 5 tuổi. Rồi sau này cái đi Bình Dương thời gian, cái quay trở về Cà Mau ở, cái đầu ở Cà Mau bể nữa. Cái đã đi, dẫn hồi trong Tết là có dẫn con em đi Kiên Giang một lần rồi. Rồi sau đó khoảng 10 ngày rồi quay trở về hồi khoảng tháng 10, tháng 11 gì đó. Là cái mới đi đây nữa là ra Tết đi lại đi bữa mùng 9 mình đó. Cho anh hỏi thế này, chồng em á làm cái công việc gì cụ thể mà thiếu nhiều tiền mà thiếu hết lần nọ qua lần kia vậy? Dạ em hồi lúc trước là hai chồng em cũng bán rau bình thường thôi nhưng mà mỗi người là xài đồng tiền riêng không có xài chung là trước khi cưới về là em có con nhỏ là em xài được 2 năm đầu xài tiền chung rồi từ đó trở về con em là 8 tuổi luôn là khoảng 6 năm nay là xài tiền riêng, nói chung là mà không có lo cuộc sống gì được cho em hết. Nhưng mà sao mình không sum họp tiền vào một mối mà mình... Dạ cứ nói là cứ bình thường như vậy đó. Nói chung là không có đưa em được ngàn nào. 6 năm trở về đây là không đưa em được ngàn nào. Tự làm riêng mà tự bể nợ. Có là cái tiền mà chồng em bể nợ bao nhiêu mà nợ đần ai bao nhiêu thì em không biết. Và em không biết là số tiền đó đi đâu và làm gì. Dạ đúng. Đến giờ phút này là chồng em đã ôm con và bỏ đi lâu chưa? Dạ đi bữa nay khoảng 10 ngày. 10 ngày nay? Dạ. Trước khi đi là chồng em ôm con em ở địa phương ở đâu? Ở tỉnh nào? Ở Cà Mau. Ở Cà Mau. Cà Mau đi. Là quê nhà em luôn? Dạ. Quê chồng em ở đâu? Dạ ở Cần Thơ. Cần Thơ, Cà Mau. Dạ. Vậy là chồng em từ Cần Thơ về Cà Mau đúng không? Hay là dạ. Sao? Lúc trước là đi người Cà Mau, Cần Thơ, đi Bình Dương xong rồi quay trở về Cà Mau. Còn vẫn quay về với em? Dạ. Nhưng mà đến giờ phút này là chồng em là bỏ đi luôn rồi đúng dạ. Không mục đích chính nhỉ? Đến giờ phút này em cũng chưa biết là nguyên nhân tại sao mà chồng em bể lợ mà đã không có tiền rồi mà còn cố tình ôm con đi. Dạ. Con em hiện nay còn học không? Dạ học lớp 2. Lớp 2 mà hiện nay là nghỉ học luôn à? Dạ nghỉ được 10 ngày luôn. Dạ. Em đã kiểm tra ở trường học chưa? Dạ rồi. Về cái trường học kiểm tra rồi. Dạ. Hôm nay em về đây em mong muốn nhất điều gì? Là em mong mấy anh là tìm con lại giùm cho em để xem đem con em về cho đi học lại.
Em mong muốn điều đó hả? Dạ. Nếu mà em không nuôi thì chồng em nuôi liệu có được không? Dạ không, anh đã bể đi rồi, chúng chui chúng nhủi không bao giờ có điều kiện để nuôi con em, mà trong khi đó anh đã bệnh nữa. Lại vậy nữa. Cho nên em rất lo sợ là sợ chồng em không nuôi được đúng không? Dạ đúng. Em có hy vọng ở trong cái video này đội hiệp sĩ của mình Nguyễn Hải Bình Dương đăng tải lên thì chồng em sẽ liên hệ lại không? Dạ có. Bởi tất cả các video các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương đăng lên tìm vợ tìm chồng là tất cả đều nhận được các cuộc gọi. Dạ. Các anh em sẽ đối chứng và tìm hiểu thông tin cụ thể. Dạ. Con gái em họ tên đầy đủ là gì? Dạ Phạm Trần Phương Nhiên. Sinh năm lẻ mấy em? Dạ sinh 2015. 2015. Dạ. Năm nay là 8 tuổi nha. Dạ. Bé học lớp 2. Dạ. Con em học có được không? Dạ được. Hôm mà chồng em về bắt con của em đi là gia đình em có biết không? Dạ không luôn, giống như có nghĩa là dắt sáng là con bé đi học và dắt trưa đó là em đi Bạc Liêu. Là nó ở nhà nó dẫn đi uống cà phê, thường thường là con bé học nguyên ngày. Là học buổi chiều là khoảng 1:50 là con bé đi, là nó đi trước trước 2 giờ luôn. Trước 2 tiếng trước? Dạ. Có nghĩa là hôm đấy không học luôn? Dạ không, coi như là học được buổi sáng buổi chiều là không có học, là đi luôn buổi chiều. Vậy là chính tỏ là chồng em vào trường bắt đi hay là trong nhà? Dạ, ở nhà dẫn đi. Ở nhà? Dạ. Ở nhà em mà hôm bữa là có ai nhà không em? Bữa đó là có cha em ở nhà, là trước khi là thường thường là cha em đưa đi học, mà ngày hôm đó nó rủ con bé là đi vô đây uống cà phê, là trước đó là cha em có vô, là giống như là gần tới giờ đi học không mấy dẫn về, cha em vô là dẫn coi là dẫn còn còn cái cha em không thấy về nữa, cha em lại vô quận sau là có nghĩa là nó chạy xe đi rồi. Chồng em đi bằng phương tiện gì em biết không? Dạ đi bằng xe nhà, xe con nhà luôn. Chồng em có xe hơi đúng không? Dạ không, có xe hai bánh. Xe Honda. Dạ. Xe biển số mấy em? Dạ 65D1 00351. 65D1. Dạ. 005. 31. 31. Dạ. Xe màu gì em? Xe gì? Dạ chiếc. Em nhớ là xe màu gì không? Dạ. Xe đó là xe gì em? Dạ chiếc quay. Quay Alpha hay quay S hay quay gì? Giống như là chiếc quay GS. Quay RS ha. Dạ, chiếc quay GS sao đĩa ha. Xe đó là ai mua? Dạ, cái đó là hồi lúc còn con trai là của nó mua. Chồng mua ha. Dạ. Đây là quay RS. Dạ. Xe này mua cũng rất lâu rồi. Dạ. Xe này đời đầu của OS. Dạ. Đúng không? 65D1. Dạ. 005 31. Dạ. Xe này không nhầm màu đỏ đen đúng không em? Dạ. Phải không? Dạ. Rồi, là đi chồng em đi là theo như em được biết là đi bằng phương tiện xe Honda. Dạ. Là chở con em đi. Dạ. Và tại địa phương Cà Mau. Dạ. Và đi đâu giờ này em không biết. Dạ. Chồng em đi có báo tin cho gia đình là chồng em sẽ đưa con đi đâu không? Dạ không. Không lên tiếng luôn. Dạ. Còn là tất cả thông tin được bí ẩn. Dạ. Trước cái thời điểm đó là hai vợ chồng em có sống với nhau không? Dạ sống chung. Sống chung luôn? Dạ. Còn là trước ngày đó vẫn sống chung với nhau? Dạ. Còn chồng em không có báo gì là chuẩn bị đi đâu làm xa hay là bế con đi? Dạ không. Em còn thương chồng không? Dạ nó không, lại bây giờ dẫn con em về, yêu nó về luôn, em cũng dẫn ra tờ luôn. Nói chung là sống cuộc sống mà không lo cho em được gì, nên em không sống trước đó không thiếu nợ mà dẫn không lo được cho em. Mà bây giờ lâm vào hoàn cảnh nợ nặng như vậy là không thể nào lo được cuộc sống cho mẹ con em. Có thể là về em ra tờ luôn. Sao mình vì lý do gì nữa hơn nữa không? Bởi chồng nếu mà chồng quay về tu tỉnh lại làm ăn. Dạ nói chung là cái cuộc sống của em là chồng em nợ nặng trầm trọng quá, không thể nào lo được cuộc sống cho mẹ con em hết. Đã bể từ Cần Thơ, đã dắt té ngã như vậy rồi mà đi về Cà Mau đã cũng đi y như con đường cũ. Em có nghi ngờ là chồng em có bồ mà lấy tiền đó cho bồ không? Dạ không, em nghĩ là giống như là nó đánh số. Cái đấy như thứ hai là giống như nợ mượn chồng nợ anh rồi nó té ra nhiều quá rồi bây giờ nó xây không nổi. Chồng em chơi số là chơi số đề hay sao? Dạ đúng. Chồng em có cá độ đánh banh, đá banh không? Dạ không. Chỉ chơi đề thôi. Dạ. Nghiền đề không em? Dạ chắc nó nghiện luôn anh. Nhưng mà em có thấy không? Dạ hồi. Hoặc em có nghe không? Hồi lúc nó đi là em kéo trong hộp tủ ra là có một cái phơi. Dạ. Mà trước đó là nó cũng đã chơi, hồi còn con trai là nó cũng đã có chơi. Gọi là nghiện đề từ lâu rồi đúng không? Không dạ. Mà bây giờ. Dạ. Sao trước đây mình lấy nhau mình không tìm hiểu em? Dạ nói chung lúc trước là ảnh cũng hiền, mà sau này đổi tánh gì thì em cũng không hiểu luôn. Trước đây mình yêu mình quen nhau lâu mới cưới? Dạ một năm. Năm mà thời gian cũng tương đối cũng dài mà đâu phải ngắn đâu. Trước thương nhau dữ không?
Dạ nhiều. Mình gặp nhau ở đâu vậy em? Dạ anh này lúc trước là làm ở Cà Mau luôn. Hai người gặp nhau. Dạ. Gọi là xong là tình cảm nảy sinh nên là về sau là đăng ký kết hôn mà ở với nhau. Dạ nói chung là hai đứa em thương cũng lâu vậy đó, cũng cả năm vậy rồi mới đăng. Gọi là thời gian đầu thì cũng rất yêu nhau say đắm mà. Dạ. Nhưng mà càng về sau thì thấy chồng em rất nhiều tật. Dạ. Phải không? Dạ. Hôm nay em về đây nhờ các anh em đội hiệp sĩ người Nguyễn Thành Bình Dương là tìm vợ, à tìm chồng hay tìm con? Dạ, em tìm con em về. Không cần chồng nữa đúng không? Không. Thực sự câu chuyện này anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương sẽ đăng cái thông tin này lên, em có đồng ý không? Dạ, đồng ý em mới lên đây nhờ mấy anh. Sẽ đăng lên nhờ các cô chú, anh chị, tất cả trang mạng xã hội phát hiện là con gái em đang sinh sống ở đâu và đi với đặc điểm mà có thể đi với chồng em. Dạ. Thì sẽ liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương theo số điện thoại là 0913 785858. Dạ. Các anh em sẽ tìm cách để giúp con em quay trở về. Dạ. Để về với em để còn tiếp tục con đường học hành. Dạ. Hiện nay thì mình đã làm đơn chưa em? Dạ là làm đơn ra tỏ. Dạ em có làm rồi. À làm đơn rồi đúng không? Dạ. Còn là mình quyết định là không sống chung với chồng nữa. Dạ. Nói chung là các anh em đây là sẽ ghi nhận cái thông tin của em. Dạ. Rất mong muốn là tất cả các cuộc đoàn tụ. Dạ. Quay trở về. Dạ. Vợ có chồng mà con có cha có mẹ. Dạ. Không ai mong muốn là cái cuộc ly hôn mà đến đây nhờ anh em đội. Dạ. Hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương mà buộc phải ly hôn. Dạ. Nhưng đây là cái câu chuyện do em quyết định, anh em không có quyền ép buộc hay là không có ràng buộc gì cả, mục đích chính là tự gia đình mình lớn tuổi rồi. Dạ. Đúng không? Không phải nhỏ đó, tự mình. Dạ. Mình quyết định ha, tránh tình trạng mà nhiều khi các cô chú hoặc là nhiều người không hiểu và nghĩ rằng anh em gài, anh em ép. Dạ. Nó rất khó ha. Dạ. Tự quyền quyết định của gia đình mình sống được với nhau hay không là tùy duyên. Dạ. Tùy quyết định từng bản thân, từng người một. Dạ. Mình quyết định mình phải chịu trách nhiệm. Dạ. Nhá. Trong thời gian vừa qua thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đăng lên. Dạ. Là giúp miễn phí 100%. Dạ. Chưa lấy ai một đồng bạc nào cả. Dạ. Thế nên vì lý do như vậy nên là rất nhiều người xem video đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương thì không hiểu. Dạ. Cứ bảo các anh em này đăng thông tin này lấy bao nhiêu tiền hoặc mất bao nhiêu tiền. Dạ. Là anh em rất bận và nghe những từ như vậy là thực sự là nó xúc phạm. Dạ. Mà anh em sẵn sàng không trả lời, thậm chí chặn tin nhắn luôn. Dạ. Nếu cần giúp thì liên hệ cho các anh em. Dạ. Theo số điện thoại là 0913 785858. Dạ. Các anh em rất nhiệt tình giúp đỡ, trình bày nhanh ngắn gọn xúc. Dạ. Tích đó, anh em sẽ hướng dẫn tư vấn cho cách để làm việc. Dạ. Em từ Cà Mau em về đây lâu chưa? Dạ em đi hồi 7 giờ hồi hôm, tới đây 3 giờ sáng. Từ 7 giờ tối hôm qua. Dạ. Là 19 giờ tối hôm qua. Dạ. Hôm qua là ngày mùng 10 đúng không? À hôm. Dạ. Nay mùng 9. Dạ. Hôm nay ngày mùng 10 đúng không? Dạ. Đến sáng nay mới tới. Dạ. Có mệt mỏi không em? Dạ mệt. Mệt ha. Nhưng mà mục đích chính là tìm con ha. Dạ. Rồi, anh em sẽ ghi nhận cái thông tin của em và đăng tải tất cả trang mạng xã hội. Hy vọng là các cô chú anh chị ở tất cả các tỉnh thành xem được video này. Dạ. Giúp đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để tìm ra bé gái đang sinh sống ở đâu. Dạ. Và đi với ai, làm gì. Dạ. Thì các anh em hãy tìm cách để giúp con em quay trở về đoàn tụ cùng gia đình em nhé. Dạ. Rồi, em còn điều nào muốn chia sẻ không em? Không ha. Dạ. Rồi, cuối video này công trần xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các cô chú anh chị ở tất cả các vùng miền, tất cả các tỉnh thành đã theo dõi và ủng hộ quan tâm đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương trong suốt thời gian vừa qua để giúp đời giúp người. Hy vọng trong thời gian tới thì các cô chú anh chị trên tất cả các vùng miền tiếp tục ủng hộ giúp đỡ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để các anh em tìm cách nhiều hơn nữa để giúp người giúp đời. Thôi xin chào em nhé. Dạ. Chúc em luôn thành công và mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương sẽ tìm ra con em nhé. Rồi xin chào em, xin chào các cô chú anh chị.